Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải sẽ soi cho anh em một cao thủ khá là hot trong ngày hôm nay. Đây là cao thủ đường bông đỏ này mà. Đường bông đỏ và đang sở hữu cho mình một con bông tiêu. Đây là con thứ hai server. Sau cái con mà sau cái con bông tiêu công thành chiến ở phường tường thì con này là con đua top này. Con này là con đua top bang hội. Con này nhớ không làm thì ông đấu giá 15 triệu. 15 triệu con này nè. Bông tiêu 15 triệu đúng không? Bông tiêu 15 triệu đúng không? Rồi, bông tiêu là 15 triệu. Khá nhớ là vậy nè. Rồi xét đăng bang tiếp tục. Đây là đua top vừa rồi. Đó là đua top bang hội. Cái kiểu mà đua top công thành đó nè. Đua top lấy điểm công thành cái gì. Khá nhớ không nhầm nữa coi. Đua top cái gì được xét đăng bang này. Ông đấu 40 triệu xét này nè. Hiện tại bang A đang có 2 set. Như Khải tìm hiểu thì Khải biết là đang có 2 set bệnh viện. 2 set hay 1 set đó mà Khải không rõ, nhưng mà Khải nghĩ là chắc 2 set. Hôm trước mở đội luyện 1 set rồi. Mở luyện 1 lát set rồi nè. Vừa đó là gì ạ? Tuyệt định số quân. Vừa đó là tuyệt định số quân. Là bang A. Bang A được top 1 đây cho anh em xem. Đó, tuyệt định số quân rồi anh em. Đó, bang A thì được một set đồng bang. Đó, một set đồng bang thừa bang thường do 20 còn lại random. Đó thì ông này đấu giá set này là 40 triệu nè. Ông này đấu giá set đồng bang này là 40 triệu. Thì hôm nay Khải sẽ show cho anh em xem set đồ ra sao. Đây, đầu tiên thì như cũng đã biết thì dây thì kháng cả 20. Dây kháng cả 20 nè. Dây kháng cả 20. Đó. Tiếp tục nhận 26. Nhận 26 nỗ lực 165. Nhận 26 140, hai nhận min nè. Một ngọc bội 29, 29 cũng khá là ok. Thì tính ra thì set này là 40 triệu á nè. 40 triệu thì bèo bèo thì gia chiên này cũng 35 triệu rồi nè. Còn lại ba món này là 5 triệu nữa. Đó, nói chung ông này khá là chịu chơi. Ông này khá là chắc nè. Set đồ tuyệt đỉnh sứ quân ra là ông xúc liền luôn. Đó. Hiện tại đang là bang A. Hiện tại đang coi. Hiện tại đang có cho mình một phần chân trên đầu là 1. Phi phong là 2. Với lại cái dòng kim tiên phong. Kim tiên phong thì hiện tại ạc này đang có cho mình 3 kỹ năng vốn có nè. 3 kỹ năng vốn có khá là chất. 3 kỹ năng vốn có. Rồi cái nỏ. Ôi. Cái nỏ này thì như Khải vừa hỏi thì cái nỏ này đầu server mua 7.5 nè. 7.5. 7.5 thì mua lúc đầu server luôn á. Hiện tại cái này dạng như cũng gọi là cái nỏ đẹp nhất server nè. 20-35 khá là cao. Ở server này thì Khải để ý thì những cái cây nỏ mà top 20 sát thương 15, 20, 22, 23, 45, 67 đổ lại rất là nhiều. Những cái nỏ trên 3x như thế này rất là hiếm nè, rất là hiếm. Cái này có vẻ là gọi là no 1 server rồi nè. Ở hiện tại server này thì Khải chưa thấy cái nỏ nào mà top và sát thương cao hơn cái nỏ này. Thì cái này có thể là đang hiện tại sở hữu cho mình gọi là vị trí no 1 về cái nỏ này. Ok, cái nỏ này ông mua 7.5. Đồ này quá chắc nè mày, 7.5, con ngựa 15, 22. 22 cái này 40 nữa, hết 62 triệu rồi. Phải nồi năm sẽ đồ hết 62 triệu rồi. Tiếp đến thì cái lưng này thì ông mua 20 kim. 20 kim thì khoảng 1 triệu, 1 triệu rưỡi nữa. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi nữa, cái lưng này 1 triệu rưỡi. 20 kim. Rồi cái áo này thì áo này khá bình thường thôi, lát cho mình làm chậm hay là thăng pháp cao. Áo này thì khả nghĩ chắc mua cũng khoảng 1-2 kim. Tại vì mang set ông bang rồi nè. Nên là ông cần làm chậm với lại thông pháp đỡ tăng đam. Cái nón 14-30. Thông pháp 7. Nón 6 dòng khá là ok. Hiện tại server này thì những cái món phòng thủ vật lý và làm chậm như thế này và sinh lực nỗ lực như thế này thì gọi là dạng hiếm server đó nè. Chứ không phải giờ kiếm đâu nè. Ông mua được cái nón nè. 13-14-14-30. Bao tay 11-18-20. Trời ơi, thông pháp ngon nha. Bao tay khá ok đấy. 11, 18, 20. Sinh lực, nội lực. Sinh lực hơi thấp, nội lực hơi thấp. Lấy cho mình được thân pháp khá cao. Đại hai món được 25 thân pháp rồi. 25 thân pháp cái này 13 nữa là 38. 38 thân pháp. Được cộng cho mình 38 điểm thân pháp. Nói chung sẽ đồ này tương đối khá là ổn nè. Top 30. Sinh lực, lực, chó, sinh khí. Rồi, nói chung thì sẽ đồ này quá đẹp rồi em ơi. Nói cái set đăng bàn khoảng 40 triệu này. Đó. Đó. Nội giá truyền không, giá truyền mắt này là 35 rồi nè. Giá truyền mắt này tính tương đối là 35 triệu rồi. Còn lại ba món này thì sắp xỉ ba món này 5 triệu. Đó. Là 40 triệu bằng đấu giá ở cái phần thưởng
Thiệt định sứ quân vừa rồi anh em, tháng vừa rồi của bang A á. Bao tây khá là ok. Nói chung là những món như thế này thì mình không biết rõ giá được, tại vì những món này hiếm quá này mà. Phòng thủ hơi thấp, nhưng mà cái đai này Khải biết, cái đai này Khải là người bán mà. Đai này Khải bán cho ông kia 20 kim. Ông kia là bán ngược lại cho ông 20 kim. Đó, đai này khá đẹp, 19 20, sinh lực 127, nội lực 41. Đó. Khá là ok cho đường môn luôn. Rồi, sẽ đồ cầm được 30 35 thân pháp. 38 nhỉ, 38 nhỉ. Làm chậm được làm bao nhiêu, làm chậm 30 20 là 50 80 100 làm chậm rồi nè. Đồ cái này lên được 120 nó đẹp nha. Mới cái 100 làm chậm thôi. Rồi, nói chung thì set đồ này nó thiệt là quá là đẹp rồi em ơi, quá là VIP rồi. Chung là nếu mà đường môn thì Khải nghĩ ông này gọi là dàn đẹp chùm của đường môn, nô một đường môn rồi. Hiện tại được coi đang sở hữu hiện tại top mấy, hiện tại trên này chưa thấy. Hạng 39 server. Hàng 39 server được xem môn phái đường môn. Hiện tại đây là hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hàng 7 đường môn nha nè. Đó, top 7 cao thủ đường môn. Top 7 cao thủ đường môn. Đang sở hữu cho mình một con môn tiêu 15 triệu. Một set đồng bang map là những cái nhẫn là chung 40 triệu. Đó, là 55. 55 cái vũ khí này hồi mua là 7 triệu rưỡi nè. Hồi mua là 7 triệu rưỡi mà tầm này Khải nghĩ chứ cũng nó cũng tầm giá đó thôi, tại vì không có cái nào mà đẹp hơn cái này rồi. Thì tính ra đâu rồi 40 triệu 15 55 món này bằng đồ đẹp quá nè mày. Nói chung là Khải muốn so cho anh em xem đồ người ta như thế nào, hiện tại server ra sao. 40 15 là 55. 55 cộng với 7 55 55 cộng với 7 ui, hết 62 triệu rồi. Đây lần này 1 triệu rưỡi nữa là gần, nói chung sẽ đồ này hết gần 65 triệu nè. 65 triệu vãi chưa, anh em thấy vãi chưa, tổng set đồ này hết 65 triệu chưa tính ạc nha, chưa tính ạc nha. Không biết ạc này là đã mắt sách vở này nọ chưa, chứ nếu mà mắt nữa là quá đẹp luôn. Đấy, mắt hết thải tỷ kinh chưa ông. Đấy, quá đẹp, quá đẹp. Hơn 65 triệu vãi thiệt, vãi thiệt. Chung là đường môn này quá khủng rồi em ơi. Hôm qua ông có đánh tống kim lên tốt, nhưng mà hôm qua thì Khải không có online, Khải sau đồ được. Chung là sẽ đồ này quá đẹp. Rồi, nói chung thì ở server này thì đồ đạt như thế nào thì Khải cũng tâm sự và chia sẻ cho anh em biết rồi. Còn anh em nào, nhiều anh em bảo Khải là tăng bi, nâng giá, nâng đồ, Khải đâu có đánh anh em. Đồ của server, hiện tại server này là server đồ xanh. Đó, giá trị của những món đồ xanh như thế nào thì anh em nào có tham gia thì anh em sẽ tự hiểu thôi. Chứ giờ Khải làm video cho đỡ tất cả anh em xem, cũng có người vào chơi, cũng có người vào này nọ, nhưng mà cái đó Khải cũng không rõ. Tại vì đồ đặt của những người này mua thôi chứ Khải không có mua. Đó, anh em hiểu chưa? Những người này mua thôi chứ Khải không có mua. Nhưng mà thiệt tình bỏ ra set, cái set này 40 triệu thì Khải thấy khá là cao. Đó. Nhưng mà người ta vẫn chịu chơi nên, tại vì server VIP, server không sợ gì cả nên là người ta có dám đợi, có thể đầu tư ra những cái món, những cái số tiền khá là cao để người ta chơi. Tại vì server ok. Chứ không, nếu mà ba server tầm 7 ai đâu mà chơi, ai mà đầu tư cỡ này anh em thấy đúng không? Đó, hiện tại server này server Đại Gia Sơn nha, trang chủ công thành chiến sư giống con. Đang sở hữu cho mình một set ăn bàn khá là chất, kèm một con buôn tiêu. Nói chung là những cái món mà no 1 ở server này thì ông này mua hết rồi. Đầu tiên là set ăn bàn, nó đến con buôn tiêu. Hai món mà đẹp nhất thì ông này mua, tiếp đến cái vũ khí cũng đẹp nhất do đường môn luôn, ông cũng mua luôn. Và cái đai lưng này cũng vậy, hiện tại chưa có đai lưng nào hơn đai lưng này nha anh em. Tại vì Khải lúc trước Khải ngồi chơi đường môn nên Khải cũng rõ những cái vật phẩm này như thế nào. Đó. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì người biết thì không nói, còn không biết thì thôi cũng chả sao. Nói chung là tự do ngôn luận anh em. Anh em muốn nói sao nói cũng được, mình cũng không sao cả. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì ủng hộ rồi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và thay mặt Ngạo Thiên cũng như Di Khải cái mình cảm ơn em rất nhiều. Bye bye.